tác phẩm Mỗi ngày một câu chuyện. Tập 10, tác giả Linh Mục Nhân Tài. Số 30, ăn thì không nói chuyện. Hà Thừa Dụ, lúc làm huyện lệnh hai huyện Châu Chí và Hàm Dương, thường mời các quan lại ăn cơm uống rượu. Có một lần ăn uống với tên Tiểu Quan. Tên Tiểu Quan được yêu chuộng thì kinh ngạc. Đợi đến lúc thấy ông ta có chút ngà ngà, bèn đem mấy chuyện cá nhân đã ôm trong lòng báo cáo tổng hợp. Hà Thừa Dụ nói: "Đây là mày muốn lừa tao sao? Đáng bị đánh vài trượng." Đợi đánh xong, lại mời tên Tiểu Quan ấy đến ăn uống, giống như chưa xảy ra chuyện gì. Suy tư. Một kinh nghiệm cho thấy là khi cấp trên say ngà ngà thì đừng đem việc riêng không có lợi ra báo cáo. Vì như thế chẳng khác gì rót thêm dầu vào rượu cho họ uống. Và dù chúng ta có nói thật lòng thì họ vẫn không hiểu, vì đang say nên dễ dàng bắt lỗi. Đánh xong lại mời ăn giống như chưa có chuyện gì xảy ra, chứng tỏ là cấp trên đã làm một việc không đáng làm, nhưng vì họ say xỉn mà họ đã làm. Say rượu là cơn điên ngắn, nhưng dù ngắn thì cũng gây ra nhiều điều đáng tiếc. Đến khi tỉnh lại thì không biết mình đã làm gì. Người Kitô hữu luôn tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi sa trước cám dỗ. Đó là lời dạy của Chúa Giêsu. Tỉnh thức để nghe cho rõ, thấy cho tường những lời phỉnh gạt và mưu mô của ma quỷ. Tỉnh thức là để sáng suốt phân biệt cái gì nên nói và cái gì không nên nói khi cơn vui bất chợt đến. Tỉnh thức là để sẵn sàng lắng nghe tiếng Thiên Chúa thì thầm rất nhỏ trong tâm hồn chúng ta. Hễ được cấp trên chiếu cố mời ăn uống là cảm thấy được ưu đãi. Do đó mà có rất nhiều người đem cái sợ của anh em ra mà nói. Đó là khuyết điểm chung của con người. Nhưng người Kitô hữu thì luôn im lặng, dù được cấp trên mời dự tiệc. Nhưng nếu có nói thì nói điều tốt của anh em mà thôi. Đó chính là ưu điểm của người Kitô hữu vậy.